Dù đi là sơ đủ và mình vô cùng bức xúc với một cái chuyện mới xảy ra gần đây. Không hiểu là ai hỏi mà những YouTuber Minecraft Việt Nam, đặc biệt là ở trong team sinh tố của mình, liên tục ra những cái MV để mà thứ nhất là phá hoại chuyện cổ tích, nghĩa làm vài video reaction về cái chủ đề đó. Thứ hai đó chính là phát cơm chó cho chúng ta ăn. Cách đây vài tháng, thằng em Hiha trong team sinh tố của mình, nó mới là một cái video đây Hiha đa vũ trụ, ở đâu vũ trụ nào anh cũng yêu em, đây. Thì đến mấy ngày trước, đến lượt thằng em Tô Gà TV, nó ra vịn MV và nó để thẳng mặt tên người yêu lên luôn. Đây là cũng là một thành viên trong team sinh tố, Nabi và Tô Gà. Rồi cái gì đây, tên gì đây, em giận đấy. Mày chắc chúng mày giận nhau chưa? Đây này, tao với thằng giận đây này, đầu tao này toàn giận đây này, đó. Tình yêu thiên thần và ác quỷ. Úi dồi ôi, ác quỷ Free Fire à? Dù lại cái này là gì? Thiên thần là bỏ mặc bạn để bảo vệ thế giới, còn ác quỷ là sẽ bỏ cả thế giới để bảo vệ bạn, kiểu đấy hả? Rồi, để mình xem nào mà. Các bạn ạ, mình rất là khó chịu với hai đứa này. Tại vì sao? Tại vì chúng nó liên tục đăng những cái vlog khoe là đi chơi rồi tình cảm với nhau. Đấy, các bạn có thể lên trên kênh Nabi TV xem một đống vlog của chúng nó. Và thôi kệ đi, bây giờ đâu vào đây xem cùng mình xem cái MV này như thế nào nhá. Mình sẽ đại diện cho những con dân FA để mà chửi hai đứa này. Xem nào, video này được đăng cách đây 2 ngày và được gần 300.000 lượt xem. Ok, cũng ghê. Nhưng mà so với cái số view mọi khi của kênh Tô Gà là nó ngay flop nhá. Flop là xứng đáng, yêu đường, nhăng nhít, vớ vả, vớ vẩn. Đó, mới nói xong, đây nhìn bên phải là thấy chưa? Đó, thấy chưa? Yêu rằng luôn là YouTube biết là tình yêu tình báo mà là đưa ngay cái gợi ý video của Hiha lên này. Không, xem nào. Thôi được rồi, mình hơi đi xa quá rồi, chúng ta xem nào. MV, em giận đấy, ok. Ok. Ok, con gà, con ong, Mình thề các bạn là mình không thể nào mình chấp nhận được cái đồ họa Minecraft này, khó chịu vậy. Ok. Ê, từ. May là chưa vào nhà kìa, nhưng mà ê, quả này lạ nha. Mình vừa nói là không chấp nhận được đồ họa Minecraft, nhưng mà mình không nhớ là Minecraft là được cái trò này. À, thì thật ra chỉ là tại hiệu ứng biến hình xong rồi là thay bộ đồ vào thôi. Ừ, đúng rồi. Nó không có kinh khủng khiếp như mình tưởng tượng. Ừ. Ơi, vào nha, nghe. À, là chúng nó tự hát. Đúng xinh, chết mất em rồi. Giờ anh muốn nói gì anh nói đi. Ok. Nhưng sao anh không nói vậy anh ơi? Em biết câu đó rồi, sao anh không nói đi? Ủa, thằng kia nó vừa đi xe đạp lên trên cầu thang đấy à? Anh đây anh ơi, năn nỉ anh đây anh ơi, sao anh cứ lặng im như vậy? Tôi đã theo dõi xem có sơn đủ không? Ok. Em yêu anh đấy anh ơi. Ai à. Không cần nói, anh cũng vẫn hiểu phải không? Ta làm bạn của nhau quá lâu rồi đây. Và giờ đứng lại một giây, em sẽ nói hết lòng này. Làm người yêu em nhé anh ơi. Hát tôi nổi da gà về cái độ xến xúa, về cái độ. Trời ơi, tại sao chúng nó có thể bón cơm chó cho tôi một cách tôi khó chịu á. Nào vừa hai. Trăng nắng hay là mưa rào. Ủa, tưởng là tao gà phải hát chứ sao? Hôm nay trời xanh quá. Mỗi nào bị hát rồi à? Ta nhìn nhau khá lâu. Anh chim mỉm cười, lòng anh đang giấu gì? Tôi sẽ cảm giác như nào? Đây là câu chuyện của một đứa stalker, một đứa theo dõi, bám đuôi các bạn. Thằng xấu riêng làm trò gì kia? À.
con gái thì sao không được nói yêu trước à? Em yêu anh đấy anh ơi. À chúng mày là dân tổ à? Chúng mày độ xe à? Vãi. Cái này là dân tổ mới độ được cánh vào đấy thôi. Chúng mày lên trên nóc để làm cái gì? Ê không nhá, không hiểu. Cái gì đấy? Bắt bách hồi xưa à? Video cũ à? Giờ đứng lại một giây sẽ nói này làm người yêu anh nhé em ơi. Sai rất nhiều thứ để nói. Thứ nhất là chúng ta lại có, vâng, may quá không phải làm công ty một thành viên như là ở bên kênh thằng Mark nữa. Mặc dù bên này tên thằng Mark làm cho ba chức vụ trong MV này là đều thằng Mark hết. Tiếp theo chúng ta có, vâng, mình thấy cái bài hát này có một cái màu rất là quen rồi và đúng y như rằng đó chính là được viết bởi Lee Andy, cũng chính là người đã viết nên cái bài hát AUT Love You của bên Hiha đấy. À thảo nào cái màu tôi thấy nó là quen rồi. Vâng các bạn ạ, không biết các bạn như mình không, những cái đoạn mà thằng Tô Gà nó hát vào rồi. Thôi mày thà mày để cho con Abi nó hát từ đầu đi, mày chõ cái mỏ mày chen cái mồm mày làm cái gì? Tao nổi hết cả da gà rồi. Thứ hai này là mày là đàn ông, mày là con trai, tại sao mày lại hát là yêu anh này, làm người yêu anh nhé em ơi. Ủa? Đúng mà ta, đúng mà nhỉ, đúng rồi. Đúng mà nhỉ. Chết rồi. Ê, mình sai rồi. Tại sao lúc đấy mình lại tưởng rằng là thằng này nó hát là làm người yêu em nhé anh ơi nhỉ? Nó hát đúng mà ta. Nó hát đúng mà nhỉ? Tại sao mình lại chửi nó nhỉ? Mày quá chưa kịp chửi. Mày quá kịp nhận ra. Rồi ok, chỗ nào đáng chửi vẫn phải chửi nhá. Còn cái này thì mình chưa kịp chửi nên là mình chưa sai. Mình chưa kịp sai nên là mình không phải là người có lỗi ở đây. À đó. Có lỗi, người có lỗi vẫn là tụi nó, bởi vì chúng nó bón cơm chó cho chúng ta ăn. Đấy. Rồi sao nữa? Chúng nó là nào chúng mày lại còn leo trèo lên tận trên đỉnh nóc kịch trần phấp phới như này. Để chúng mày làm gì? Chúng mày đứng ở trên cái nóc này từ sáng cho mày đứng đến đêm. Rồi chúng mày làm gì đây? Chúng mày bê sa mê mút môi, chúng mày la liếm, chúng mày hú hí với nhau trên này hả? À. Rồi bây giờ tao hỏi chúng mày làm sao chúng mày xuống? À, tụi nó có cánh mà. Thầy. Nè, xem mà bực mình luôn á. Thầy. Chúng nó rõ ràng luôn là chúng nó biết rằng là chúng nó tình cảm, chúng nó cute phô mai que nên là bắt đầu không ngại nó thể hiện cái đó ra. Ok, với những ai mà đam mê thích cái cặp đôi này thì các bạn sẽ thấy rất là sướng, rất là vui khi xem MV. Còn mình thì thấy mạnh, vâng, cảm xúc của mình là rất là bực bội và khó chịu bởi vì chúng nó tình cảm với nhau. Các bạn hiểu không? Ý mình đúng không? Rồi nghiêm túc một tí nhá. Thì mình đánh giá rằng là đây là một cái MV, vâng, đúng rất là cái chất của nó là cái chất Minecraft, mà là Minecraft thuần Minecraft á. Mình không biết diễn tả làm sao với cái góc nhìn, tức là nó không có quá nhiều những cái hiệu ứng loè loẹt, những cái hiệu ứng kiểu VIP Pro thỉnh thoảng nó mới có, thì kiểu đây này. Đó, có mấy cái đoạn mà kiểu hiệu ứng aura rồi như kiểu xoay ở trong Roblox ra ở đó, không thôi cánh này đó, thỉnh thoảng là có mấy cái này thôi thì gọi là hiệu ứng thôi, chứ còn lại hầu hết là mình thấy rằng là đều có thể làm được ở trong Minecraft luôn không. Có lẽ hầu hết là mình thấy là đều những hiệu ứng này có thể làm trong Minecraft, mình đang đoán vậy. Vâng, có cái đoạn này mình không hiểu tại sao thằng quái này. Cái quái nào mà nó có thể đi xe đạp từ dưới này, nó đi ngược cầu thang lên trên được? Đúng là chỉ có Minecraft mới làm được thôi các bạn nha. Còn một điều nữa mà mình thấy ở bài hát này, đó là về cái mặt lời bài hát và cái ý nghĩa của bài này. Thì đúng là vì bài này là nó là lấy cái góc nhìn của bên Nabi nên là hầu hết sẽ là do Nabi hát rồi. Đó. Và đây là câu chuyện về kể về là một đứa con gái và tỏ tình trước. Chứ thay vì là kiểu mọi khi là hay thấy rằng là con trai là phải là người chủ động, phải tỏ tình trước các thứ đúng không? Nhưng mà Nabi nó làm ngược lại luôn. Đấy, nó nói tại sao con gái không được nói yêu trước à? Tại sao lại như vậy? Đó, và nó làm luôn.
trong cái câu chuyện mà một cô gái đi bám theo một anh trai đó để mà thể hiện tình cảm của mình. Ok, cái này mình nghĩ rằng là cũng là một trong những cái gọi là mộng tưởng mà rất nhiều những bạn nam mong muốn, đúng không? Là kiểu thay vì mình phải đi tán gái thì bỗng dưng gái đến tán mình, à, sở hữu cho mình một dàn harem vô cùng nhiều các em gái trẻ đẹp, nào là từ bạn thuở nhỏ này đến cô bạn lớp trưởng này, rồi đến chị hội trưởng hội học sinh này đó, xong rồi là đến bạn học sinh chuyển trường này. Ui rồi ôi, chắc chắn luôn. Tôi biết trong đầu mấy ông là mấy ông mà kiểu cấp 2, cấp 3 là mà hay tưởng tượng với những cảnh đấy lắm. Ừ, kinh nghiệm cá nhân mà. Ừ, nên là mình nghĩ rằng cái MV này sẽ đánh vào một cái bộ phận không nhỏ những bạn nam mà luôn luôn mơ ước được có chuyện này xảy ra trong cuộc đời đấy. Ước mơ chỉ là mơ ước. À, và có thêm một điều nữa, mình cái này là một cái mà trước khi mình quay cái video reaction này là mình có hỏi Tô Gà, và Tô Gà nó có tiết lộ cho mình một cái thông tin. Đấy, cái này là mình gọi là mình sẽ leak tin nhắn của mình, đoạn chat của mình với Tô Gà ra cho các bạn xem. Nó sẽ như thế này này. Đó chính là sẽ có một phiên bản MV ngoài đời nữa. Và mình nghĩ rằng đó là lý do mà tại sao cái MV này nó lại không có quá nhiều hiệu ứng mà kiểu ảo ma. Bởi vì có thể những cái chi tiết, những cái đoạn này này sẽ được đưa ra ngoài đời. Vâng, nhưng mà cái đoạn này không biết là đưa ra ngoài đời kiểu gì đây. Mà đạp xe bay trên không, xong rồi là hai đứa đứng ở trên nóc nhà để mà tụi bay quay cái cảnh này. Tụi bay làm sao để mà tụi bay đứng lên được trên cái nóc nhà này mà quay. À, cái đó là mình đang tò mò đây. Thì để xem là khi mà phiên bản MV này, mà phiên bản ngoài đời thật, live action được ra mắt, mình cũng sẽ làm video reaction luôn. Biết rằng là sẽ lại một lần nữa mình sẽ vô cùng khó chịu. Và thậm chí nó còn là người thật, chúng nó tình cảm thật với nhau nữa, chứ không phải là hai cái đứa khối vuông đó. Rồi thì khi nào mà cái MV người thật ra mắt thì mình cũng sẽ làm video reaction luôn để cùng các bạn xem và cùng thể hiện sự bực mình, sự khó chịu với chúng nó nhá. Còn các bạn, nếu các bạn xem MV này xong mà cũng có cùng chung cảm xúc với mình từ đầu đến giờ, hãy qua bên MV gốc của thằng kênh thằng Tô Gà, bình luận ở bên đấy kiểu hashtag from Sơn Đủ with love, hoặc là hashtag anh Sơn Đủ giận đấy. Đúng rồi, tại sao lại là em giận đấy, anh Sơn Đủ giận đấy đó. Qua bên đó spam cho mình để cho nó biết thế nào là lễ hội. Đây, mình để cái link MV của nó bên này, các bạn bấm vào đây cho nó nhanh đó, vừa cho nó một view rồi bình luận spam cho nó chết chết luôn cho mình nhá các bạn nhá. Các bạn nào mà đã xem MV gốc rồi, đã cúng cho nó một view rồi á, thì đây, qua bên video này xem tiếp video bên kênh mình đi. Cho nó một view thôi, cho view bên mình là chính các bạn nhá. Rồi, mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá.